Thì lần đầu tiên cho phép tôi được với cái lời 20 tháng 2 canh tin niên thì được sự cho phép của chính quyền địa phương, sự thống nhất của hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Sơn và Huy. Thì bắt đầu từ giờ phút này, họ nhà trai và gia đình của ta thì đang còn nhiều cái vật ngữ, đặc biệt là cái mối quan hệ của gia đình cũng như dòng họ, rồi về phong tục tập quán của địa phương thì đang còn nhiều hạn chế. Thì mong rằng gia đình cũng như giúp đỡ cho cháu ơi. Về đây thì qua một cái thời gian cháu hai cháu mới về thì gia đình cũng như dòng họ của chúng ta đi vào hà thủ rất nhiều lần, rồi thì là đặt vấn đề có mặt tại buổi lễ này hôm nay nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay gia đình của nhà gái qua lần này là hình ảnh tốt, đưa cháu về đây làm dâu cho họ chúng tôi. Thay mặt bà Hoa và trong họ hàng xin kính mời bà Hoa lên nhận cháu Huê về làm dâu cho họ. Xin mời cháu dâu xuống để là hôm nay tức là họ nhà gái đưa cháu Huê để làm dâu bà Hoa và trong họ chúng tôi. Từ giờ phút này cháu Huê sẽ được làm dâu bà Hoa và họ hàng đồng hành của gia đình chúng tôi. Đề nghị bà Thanh giao lại con dâu cho bà Hoa. Xin mời cô dâu chú rể vào thắp nhang bài yến tổ tiên. Hai cháu ra ngoài xin chào các bạn, tất cả các cụ các ông bà công cha như núi Thái Sơn nhé. Mẹ bảo Hoa có một vài kỷ vật giao cho con dâu và con trai. Bố mà
bố vợ đang đeo quà cho con rể. Đó là của hồi môn sau này. Chú rể hiền đấy, sau này thì biết cứ ơn cha mẹ. Có cao của hồi môn. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu Sơn và cháu Huê, được sự nhất trí của bố mẹ hai cháu cùng toàn thể ông bà cô dì chú bác hai cháu, đặc biệt là được sự đồng ý của chính quyền địa phương, hai cháu hôm nay hai hộ trai nhà gái tổ chức lễ thành hôn chính thức từ lúc này. Hôm nay được sự ủy quyền của các cụ, ông các bà, bố mẹ cháu Sơn, tôi thay mặt cho hộ nhà trai có đôi lời phát biểu. Trước hết cho phép tôi gửi tới chúc sức khỏe các cụ, ông các bà, cô dì chú bác của hai cháu cùng toàn thể hồi hôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa hồi hôn, theo tập tục của người dân Việt Nam, từ xưa tới nay bố mẹ sinh ra con lúc nhỏ nuôi lớn, cho ăn cho học, đến lúc lớn trưởng thành đi xây dựng gia đình, trai lớn lấy vợ, gái lớn là chồng. Nay ông Hùng, bà Thanh sinh hạ cho cháu Huê, bà Hoa, ông Kiểm sinh hoạt cho cháu Sơn. Hai cháu đã trưởng thành, tâm đầu ý hợp xây dựng gia đình. Cháu Huê từ giờ phút này chính thức làm con dâu bà Hoa, cũng là cháu dâu của các cụ, ông, các bà, cô, dì, chú, bác trong hộ nhà chúng tôi. Cháu Sơn từ giờ phút này chính thức làm con rể của ông Hùng, bà Thanh, cũng là cháu dâu của các cụ, ông, các bà, các bác, cô, dì, chú, bác trong hộ nhà gái. Thay mặt họ hàng, bố mẹ cháu Sơn, bác cũng hãy vài lời căn dặn hai cha. Trước còn cảm mẹ, mẹ cha nuôi rồi, nay cháu đã lớn thành người, cũng là cha mẹ đã nuôi hàng ngày. Nhớ mong đạo đức hàng ngày, làm dâu dễ tạo. Hai cháu cuối năm sống vui hạnh phúc, có thêm tên mừng. Cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu khách, các cụ, ông, bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể mong có một sức khỏe dồi dào, tin tưởng vào cuộc sống. Chúc hồi hôn thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác, họ nhà gái đã mất chút thời gian đưa cháu Huê về làm lễ thành hôn và họ nhà làm dâu cho họ nhà chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn lần nữa. Vâng, xin cảm ơn cho một tay thật lớn ạ, bố tay lớn lên ạ. Vâng, rất cảm ơn quý vị đang hiện diện tại tư gia nhà trai hôm nay. Vâng, là công cha nghi Nguyễn Thái Sơn, nghĩa mẹ đi nước trong buổi trở ra. Có một lòng thì thờ mẹ kính cha, cho toàn tự hiếu mới là đàn con. Và chú rể và cô dâu cũng đã làm lễ gia tiên xong rồi đúng không ạ? Vâng, xin mời chú rể trở lại để mời nước mời trà. Các anh chị nữ ca sĩ Hồng Thơm, vâng, là một trong những cây văn nghệ nhân dân của xã Hòa Chính nói chung và thôn Hòa Chính nói riêng. Vâng, xin mời chị Hồng Thơm. Vâng, xin mời chị trở lại với sân khấu với phần nhạc phẩm được mang tên. Vâng, xin mời chị trở lại. Vâng, xin cảm ơn. Thank you.
thì xinh như là Thúy Kiều, có chú rể nhìn giống Sĩ Điều ngày xưa. Và say tỉnh mắt liếc đung đưa, để anh chị các bạn ở dưới phải say sưa và ngắm nhìn. Và kính thưa cô ông cô bà, kính thưa toàn thể hội hôn. Vâng, được sự đồng ý của chính quyền hai địa phương, được sự đồng thuận của cụ ông cụ bà quan viên hai họ, cũng nhất là được sự đồng thuận cũng như là được hiểu chín muồi của đôi bạn trẻ, cho phép chúng tôi tổ chức buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Hôm nay kính thưa cụ ông bà, kính thưa toàn thể hôn, nhân danh những vị thần tình yêu, chúng tôi xin trịnh trọng công bố ngày đại lễ thành hôn hai bạn chính thức được bắt đầu. Và một tay lớn lên các bạn ạ, một tay lớn lên. Vâng, xin mời những máy ảnh hay nhất đăng đẻ từ trước đến giờ. Vâng, kể cả điện thoại 1208 hay 1280 cũng được chụp thoải mái. Vâng, chụp không mất phí. Vâng, xin cảm ơn. Được chưa? Cho cô dâu chiếc vòng tình yêu, chiếc vòng định mệnh được chú rể và cô dâu trao cho nhau. Được chưa? Vâng, chú rể đã cầm sẵn trên tay hai chiếc nhẫn và đưa trước cho cô dâu một chiếc nhẫn. Được chưa? Vâng, chú rể sẽ trao nhẫn cho cô dâu trước, đúng không ạ? Chú rể sẽ trao nhẫn cô dâu trước. Vâng, chiếc nhẫn tình yêu được chú rể đeo vào ngón tay áp út của cô dâu, nơi mạch máu trái tim chảy xiết. Chúng ta cùng chướng sân khấu nào, chương trình trao nhẫn được bắt đầu ạ. Ngón tay áp út của cô dâu chỗ nào? Được chưa? Các bạn ơi, vỗ tay lên nào. Vâng, cho dù thời gian có nhạt phai tình cảm, vỗ tay nào, một tràng vỗ tay yêu thương ạ. Quý vị đâu? Vỗ tay lớn đấy ạ. Vâng, chương trình được liên tục tường thuật đến bây giờ, đến 12 giờ đêm cơ. Sau 12 giờ đêm, ai ở lại quá 12 giờ sẽ được nhận quà tường thuật trực tiếp. Được chưa? À, vâng, vừa rồi là chương trình... Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì vỗ tay lớn đấy ạ. Vâng, các chị rất là xinh, đứng ngồi ngõ đây chưa thấy vỗ tay lần nào. Vỗ tay lớn ạ. Xin cảm ơn các chị rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, hai bạn sẽ quay vào nhau ở góc 45 độ để chương trình hôn nhau được diễn ra. Vâng, cha hôn con thì hôn lên trán, bạn bè hôn nhau. Được chưa? Chương trình sẽ liên tục. Xin mời chú rể và cô dâu tập trung của chuyên môn. Hít thật sâu vào. Được chưa? Bờ vai của cô dâu là chú rể đâu ạ? Cô dâu đặt tay vào đâu ạ? Tay phải đặt vào đâu ạ? Nếu chương trình mà cứ liên tục thế này, tôi sẽ mời cô dâu xuống rồi bạn khác làm tay. Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5, cô dâu nào, chú rể nào, tập trung. 1, 2, 3, 4, 5, hôn nhau nào, được chưa? Vỗ tay, vỗ tay.